chim trĩ con mới nở hồi tối hôm qua nè. Để trong cái lồng ấp tầm khoảng 2 ngày sau thì mình mới bỏ ra cái chỗ ống đèn. Này là con chim trĩ đỏ nè. Cái trứng này thì nó đang khẽ mở, nó đang mổ vỏ để nó chui ra. Muốn cho cái trứng chim trĩ nở tốt á, thì phải thường xuyên thả nước cho nó. Trĩ đỏ thì nó giống con gà. Còn anh này là con, anh này là con trĩ xanh nè. Trĩ xanh thì nở ra nó đen thui à. Này là ông gà. Gà con. Sau 2 ngày nở thì có thể bỏ ra cái chỗ để úm đèn nè. Úm tầm khoảng 3 tuần là mình có thể bỏ ra cái chuồng úm lớn hơn.